Mày không mang đồ tập đi à? Ngày mai chị tao bay rồi đấy. Mày đi đâu? Vào đây. Có khi như vậy lại tốt hơn. Lần này đi là đi luôn, không về ở đâu. Nếu mà còn ý định muốn làm anh rể của tao thì nhanh lên. Chính thức là bây giờ mới còn 12 tiếng. Đợi thi! Từ từ! Mẹ con mình cùng cố gắng con nhá. Dạ. Vâng. Vâng. Cô làm gì ở đây đấy? Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Có chuyện gì ngày mai ra bắp nói. Mai á? Mai của chị ở đây à? Chị định để em ở đây một mình rồi vào Nam mà không nói với em một lời đó sao?